Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những phần tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam, khoa học và công nghệ và phần tin showbiz. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới, vụ xả súng đẫm máu tại Nga nhóm loạn quân ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm. Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người khác đã bị thương khi mà một nhóm tay súng tấn công một show nhạc diễn ra gần thủ đô Moscow ở Nga vào hôm thứ Sáu. Các đoạn video được truyền thông đăng tải cho thấy là ít nhất 5 người cầm súng đã tự động xả súng nhắm vào khán giả bên trong khán phòng khoảng 6.200 chỗ ngồi của Crocus City Hall khi mà một ban nhạc rock thời Liên Xô đang chuẩn bị biểu diễn. Một số video khác cho thấy các tay súng bắn những người bên dưới cổng vào kháng phòng. Nhiều người nằm bất động máu me đầm đìa bên ngoài kháng phòng, lửa bùng lên, mái nhà của kháng phòng bị đổ sụp. Một vụ nổ thứ nhì xảy ra sau đó, có tin là vài tay súng đã cố thủ bên trong tòa nhà. Sau vụ tấn công, Nga đã siết chặt an ninh tại phi trường và các bến xe công cộng khắp thủ đô. Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng chia buồn với các nạn nhân trong cuộc họp báo thường nhật hôm thứ Sáu. Khi được một phóng viên hỏi là có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công này có liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine hay là không, phát ngôn nhân của Tô Bạch Ốc ông John Kirby đáp là hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Ukraine hoặc là người Ukraine có liên quan gì tới vụ này. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ không khuyến khích hoặc là giúp đỡ để Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ của nước Nga. Bộ Ngoại giao Nga lập tức lên tiếng đáp trả nói rằng nếu như Hoa Kỳ biết chắc chắn là Ukraine không liên quan tới vụ xả súng thì nên chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà họ có. Cách đây hai tuần lễ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga từng cảnh báo là những kẻ cực đoan đã âm mưu tấn công ở thủ đô Moscow. Tối hôm thứ Sáu, cố vấn của Tổng thống Ukraine ông Mikhailo Gordon Giặc tuyên bố chính phủ Kyiv không liên quan gì tới vụ xả súng ở Nga. Ông nói là chúng tôi đang có một cuộc chiến tranh toàn diện với quân đội Nga và liên bang Nga, nhưng mọi chuyện sẽ được quyết định trên chiến trường. Đến khuya cùng ngày, nhóm loạn quân ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ xả súng. Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không sau vụ oanh tạc lớn nhất từ trước đến nay của Nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết việc thiếu hệ thống phòng không đã khiến ukraine không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của nga và ông kêu gọi cần có thêm ý chí chính trị từ các đồng minh trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ sáu ông zelensky nói vấn đề then chốt là hệ thống phòng không việc bảo vệ các cơ sở và phục hồi sau các cuộc oanh tạc là tùy thuộc vào người dân Ukraine. Nhưng sự bảo vệ thực sự và toàn diện chống lại hỏa tiễn và máy bay không người lái Shahed của Nga chỉ có thể thực hiện được khi có đủ ý chí chính trị từ các đối tác của chúng tôi. Ngày nào chúng tôi cũng nói về điều này. Sự khủng bố của Nga chỉ có thể xảy ra bởi vì chúng ta không có đủ hệ thống phòng không hiện đại. Điều này đòi hỏi phải có đủ ý chí chính trị để cung cấp chúng. Tất cả các đối tác đều biết điều gì là cần thiết và ai có thể đưa ra quyết định thực sự cứu được mạng người. Ông nói thêm rằng, thế giới nhìn thấy rõ nhất có thể mục tiêu của những kẻ khủng bố Nga, các nhà máy điện và đường dây cung cấp năng lượng, đập thủy điện, các tòa nhà dân cư bình thường, thậm chí cả xe bus điện. Hôm thứ Sáu, Nga đã tiến hành cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn và drone lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào các hạ tầng cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến 7 khu vực của nước này với hơn 1 triệu dân phải đối mặt với tình trạng mất điện. Công ty thủy điện Ukraine Ronego cho biết, con đập lớn nhất của Ukraine ở thành phố Zaporizhia đã bị tấn công và bị hư hại nặng, nhưng không có nguy cơ vỡ đập. Không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn 88 hỏa tiễn và 63 drone Shahed do Iran sản xuất, trong đó chỉ có 37 hỏa tiễn và 55 drone bị bắn hạ. Kyiv cho biết họ đã nhận được nguồn cung cấp điện khẩn cấp từ các nước láng giềng Ba Lan, Romania và Slovakia nghị quyết của liên hiệp quốc kêu gọi ngừng bắn lập tức tại gaza đã không được thông qua vì bị nga và trung quốc phủ quyết nga và trung quốc hôm thứ sáu đã phủ quyết một nghị quyết của liên hiệp quốc do hoa kỳ bảo trợ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trong cuộc chiến giữa israel và hamas tại gaza với lý do là nghị quyết này đã không gây áp lực đối với israel một vấn đề chính trong cuộc bỏ phiếu lần này là ngôn ngữ khác thường liên quan tới lệnh ngừng bắn nghị quyết nói là hội đồng bảo an xác định sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài mà không dùng những từ ngữ thẳng thắn như là yêu cầu hay kêu gọi nghị quyết không trực tiếp yêu cầu israel chấm dứt chiến dịch của họ tại gaza đồng thời đề cập tới khả năng thực thi lệnh ngừng bắn và trao trả con tin sau những cuộc đàm phán với sự bảo trợ của Qatar, Hoa Kỳ và Ai Cập. Phiên bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 quốc gia thành viên với 11 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, 3 quốc gia bỏ phiếu chống là Nga, Trung Quốc và Algeria, đại diện cho các nước thuộc khối Ả Rập. Quốc gia cuối cùng là Guyana thì bỏ phiếu trắng. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất là 9 phiếu ủng hộ và không bị nước nào trong số 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Nga phủ quyết. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasylina Benza nói là Moscow ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức, nhưng ông chỉ trích Hoa Kỳ đã không làm gì để kiềm chế Talavev. Ông nói là đây là một hành động đạo đức giả điển hình, văn kiện của Mỹ bị chính trị hóa quá mức với mục đích duy nhất là tranh thủ sự ủng hộ của cử tri và xoa dịu họ bằng cách nhắc tới một lệnh ngừng bắn nào đó cho Gaza. Dự thảo này sẽ bảo đảm quyền miễn trừ cho Israel, các tội ác của họ thậm chí còn không được đưa vào văn kiện. Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân thì cho rằng dự thảo của Mỹ đã né tránh vấn đề then chốt bằng những ngôn từ mập mờ, không đưa ra được lời giải cho câu hỏi về kế hoạch thực thi lệnh ngừng bắn trong tương lai gần. Sau cuộc bỏ phiếu, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ phối hợp với Jordan và UAE để thuyết phục Nga và Trung Quốc cùng ủng hộ cho một nghị quyết ngừng bắn mới do Paris soạn thảo. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiến hành chiến dịch tấn công Rafah bất chấp Hoa Kỳ có ủng hộ hay không. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã tuyên bố thẳng thừng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng Tel Aviv sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah bất kể Hoa Kỳ có hỗ trợ hay không. Trong một video do văn phòng báo chí chính phủ công bố hôm thứ Sáu, ông Netanyahu nói, tôi vừa gặp Ngoại trưởng Blinken. Tôi nói với ông ấy rằng tôi đánh giá rất cao việc chúng ta đã sát cánh cùng nhau trong hơn 5 tháng qua trong cuộc chiến chống Hamas. Tôi cũng nói với ông ấy rằng chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải di tản thường dân khỏi các vùng chiến sự. Thế nhưng tôi cũng nói rằng chúng tôi không có cách nào đánh bại Hamas nếu không tiến vào Rafah và tiêu diệt thành phần còn lại của các tiểu đoàn Hamas đang ẩn nấu ở đó. Và tôi đã nói thẳng với ông ấy rằng tôi hy vọng chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch này với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Nhưng nếu không, chúng tôi sẽ tự làm một mình. Chính quyền Tổng thống Biden cũng như cộng đồng quốc tế đã nhiều lần phản đối kế hoạch của ông Netanyahu tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah, thành phố miền Nam nơi hơn một nửa dân số Gaza hiện đang trú ẩn. Ngoại trưởng Anthony Blinken hôm thứ Sáu đã ghé Tel Aviv sau chuyến thăm Cairo và Ả Rập Saudi, trong một nỗ lực tiếp tục hòa đàm nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Phát biểu sau cuộc họp chấp nhoán với Thủ tướng Netanyahu, ông Blinken nhắc lại rằng một cuộc tấn công vào Rafah sẽ có nguy cơ giết chết nhiều thường dân hơn, cản trở các hoạt động viện trợ nhân đạo, càng khiến Israel bị cô lập hơn nữa trên trường quốc tế và gây tổn hại đến an ninh lâu dài của nước này. Hoa Kỳ tiếp tục tấn công các cứ điểm quân sự của Houthi một cuộc tấn công mới nhất do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm vào một cứ điểm quân sự của phe Houthi trên một ngọn núi ở Yemen nhìn xuống thủ đô Sana đã diễn ra vào khuya hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 3. Hoa Kỳ và Anh quốc đã tiến hành các cuộc oanh tạc nhằm vào các mục tiêu của Houthi để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này nhắm vào các tàu chở hàng đi qua khu vực biển đỏ. Houthi mới đây đã đe dọa sẽ mở rộng các hoạt động tấn công của họ nhắm vào các tàu chở hàng của Hoa Kỳ và phương Tây cũng như là Israel đến tận khu vực Ấn Độ Dương. Trong một diễn biến có liên quan, Hải quân Hoa Kỳ và Tập đoàn Sản xuất Quốc phòng là Lockheed Martin đã phát triển và áp dụng các bản nâng cấp nhu liệu cho những khu trục hạm để chúng có thể quan sát và bắn rơi hỏa tiễn cũng như là drones của Houthi một cách chính xác hơn. Việc nâng cấp được tiến hành nhờ vào một nhóm chuyên gia kỹ thuật đã thu thập mọi dữ liệu qua các vụ đối phó với Houthi. Các chuyên gia cũng xem xét những khả năng mới giúp cho hạm đội tự vệ và bảo vệ các tàu thương mại. Chuẩn đô đốc Wilson Marks, người đứng đầu Trung tâm Phát triển tác chiến mặt nước và bombing của Hải quân Hoa Kỳ gọi tắt SMWDC, cho biết sau khi khu trục hạm USS Corny bắn hạ ba hỏa tiễn hành trình mà Houthi phóng đi hồi tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã theo dõi ngày đêm nhằm bảo đảm hỗ trợ ngay cho tàu bè và các thủy thủ khi cần đến. SMWDC đã có các cuộc họp hàng tuần với các nhóm tác chiến, đề ngũ hạm đội và nhiều bộ phận khác. Các tàu và máy bay cung cấp một bản phân cảnh về những gì đã xảy ra trong mỗi trận giao chiến, cũng như dữ liệu được thu thập bởi radar cảm biến và hệ thống chiến đấu. Các chuyên gia kỹ thuật sau đó đã làm việc với hàng loạt các bộ phận khác để rà soát dữ liệu cho nhiều mục đích khác nhau. Song song đó, Hải quân Hoa Kỳ và hãng Lockheed Martin đã tìm kiếm những cách điều chỉnh kỹ thuật có thể thực hiện nhằm nâng cấp hệ thống tác chiến Aegis. Sang qua các bản tin châu Á, Philippines xây cảng mới gần Đài Loan mà không cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thống đốc quần đảo Batanes tuyên bố quân đội Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào việc xây một bến cảng ở hòn đảo cực bắc xa xôi của Philippines, cách Đài Loan chưa đầy 200 km, nhằm tránh không khiến Bắc Kinh phật ý về sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực. Dự án này nhằm hỗ trợ việc chuyển hàng từ thủ đô Manila trong thời gian biển động vào mùa gió mùa, khi bến cảng hiện tại không thể tiếp cận được. Tháng 8 năm ngoái, nữ thống đốc Marilu Keiko đã xin Hoa Kỳ viện trợ tài chính cho dự án xây bến cảng mới. Khi đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ xác nhận các nhà ngoại giao Mỹ và các chuyên gia của quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương đã phối hợp với chính quyền địa phương về các biện pháp hỗ trợ khác nhau cho quần đảo. Nhưng nay, bà Keiko cho biết, lúc đầu họ nói sẽ giúp đỡ, nhưng sau đó thì không. Vì vậy, tôi đã yêu cầu cơ quan quản trị cảng Philippines tài trợ. Khi được hỏi tại sao Hoa Kỳ không còn tham gia dự án, bà Keiko đáp, bà không biết và nói thêm rằng, thực ra chúng tôi chỉ đề nghị được Hoa Kỳ tài trợ, chứ điều đó không chắc chắn. Sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ tại cảng Batanes có thể gây ra căng thẳng vào thời điểm xích mích ngày càng gia tăng với Trung Quốc và thúc đẩy Washington tăng cường các cam kết quốc phòng lâu dài với Manila, điều mà Bắc Kinh luôn nghi ngờ. Kinh Bashi nằm giữa quần đảo Batanes và Đài Loan, được coi là điểm nghẽn cho các tàu qua lại trong khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông, đang tranh chấp và sẽ là tuyến đường thủy quan trọng trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Quân đội Trung Quốc thường xuyên cử tàu và máy bay đi qua eo biển này. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa vấn đề Đài Loan vào tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc và Philippines đều nguy hiểm, nhưng không nói rõ mối nguy hiểm là gì. Người ủng hộ đảng đối lập tại Ấn Độ bị câu lưu sau khi thủ lãnh của đảng này, đối thủ của thủ tướng Modi bị bắt Hàng chục thành viên của đảng AAP đối lập đã bị câu lưu ở thủ đô New Delhi và các cuộc biểu tình lẻ tẻ đã nổ ra ở những nơi khác trên khắp Ấn Độ, phản đối việc bắt giữ thủ lãnh của đảng này chỉ vài tuần lễ trước cuộc tổng tuyển cử. Hôm 21 tháng 3, cơ quan tội phạm tài chính của Ấn Độ đã bắt giữ ông Arvind Kajriwal, thủ lãnh đảng AAP, với những cáo buộc nhận hối lộ liên quan tới chính sách rượu của thành phố. Tất cả các nhà lãnh đạo chủ chốt khác của đảng này đều đang ngồi tù vì lan quan tới vụ này. Hình ảnh trên TV cho thấy là các thành viên của đảng AAP bao gồm một số bộ trưởng trong chính quyền thành phố New Delhi đã bị cảnh sát chặn lại và đưa lên xe bus khi họ hô khẩu hiệu và tuần hành về phía tòa án thành phố, nơi mà ông Kejriwal dự kiến sẽ xuất hiện. Một số người biểu tình đã treo qua hàng rào định lật đổ rào chắn của cảnh sát. Họ dương những biểu ngữ viết là Modi thói côn đồ, chế độ độc tài của ông sẽ không được dung thứ. Một nhà lãnh đạo của đảng AAP, và cũng là bộ trưởng tài chính của New Delhi là ông Sabran Bajawa cáo buộc việc ông Kariwa bị bắt là nhằm ngắn ông vận động tranh cử. Ông này nói là đây là hành vi côn đồ, các thành viên trong gia đình của ông Kariwa đã bị quản thúc tại gia không được phép gặp gỡ bất kỳ ai. Những người ủng hộ đảng AAP cũng biểu tình tại tiểu bang Punjab bằng cách tổ chức các cuộc biểu tình tỏa kháng, hô khẩu hiệu và dương cao những tấm biểu ngữ ghi nội dung là tôi cũng là Kariwa. AAP là một phần của khối Ấn Độ gồm 27 thành viên. Khối này đã bác bỏ các cuộc điều tra hối lộ chống lại nhiều nhà lãnh đạo của các đảng đối lập như là một chiến dịch bôi nhỏ có động cơ chính trị của đảng đang cầm quyền của Thủ tướng Modi. Chính phủ liên bang cũng như là đảng của Thủ tướng Modi thì phủ nhận mọi sự can thiệp chính trị và nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện công việc của họ. Công nương khí cho biết đang chịu hóa trị sau khi phát hiện ung thư. Công nương khí 42 tuổi, vợ của Thái tử Vương quốc Anh William xác nhận Cô đang trải qua hóa trị phòng ngừa sau khi có xét nghiệm được thực hiện sau cuộc phẫu thuật bụng cho thấy có dấu vết của ung thư. Trong một thông điệp video được Điện Kensington công bố hôm thứ Sáu, công nương khí cho biết, Hồi tháng 1, tôi đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật bụng và khi đó, các bác sĩ cho rằng tình trạng của tôi không phải là ung thư. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên, các xét nghiệm sau ca phẫu thuật cho thấy ung thư đã xuất hiện. Đội ngũ y tế của tôi đã khuyên tôi nên trải qua một đợt hóa trị phòng ngừa và hiện tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình điều trị đó. Điện Kensington cho biết quá trình hóa trị phòng ngừa đã bắt đầu vào tháng 2 và công nương đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, văn phòng cũng nói họ sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc cô đã bị ung thư gì. Cũng trong thông điệp hôm thứ Sáu, công nương Kate cho biết Cô cũng đang nghĩ đến tất cả những ai mà cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư. Đối với tất cả mọi người đang đối mặt với căn bệnh này, dưới bất kỳ hình thức nào, xin đừng đánh mất niềm tin hay hy vọng. Bạn không cô đơn. Sự vắng mặt của cô trong thời gian vừa qua trong đời sống công cộng đã gây ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Tháng trước, vua Charles, thân phụ của thái tử William, đã tiết lộ rằng ông cũng phải điều trị bệnh ung thư, nghĩa là ông phải hoãn lại các nghĩa vụ công cộng của hoàng gia. và sau đây là phần tin hoa kỳ Hạ viện thông qua dự luật ngân sách tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa, dân biểu đảng Cộng hòa cực hữu tức giận đòi trút phế Chủ tịch Hạ viện thêm lần nữa. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã thông qua dự luật ngân sách 1.2 ngàn tỷ Mỹ Kim với tỷ lệ là 286 phiếu thuận, 134 phiếu chống. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện để kịp thông qua trước hàng chót lúc nửa đêm nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa thêm lần nữa. Đây là bản ngân sách cuối cùng cho tài khoá 2024, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn

các cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế đã cảnh báo rằng việc chính phủ Hoa Kỳ nhiều lần đứng trước nguy cơ bị đóng cửa có thể ảnh hưởng tới uy tín tín dụng của Mỹ. Dự luật ngân sách cung cấp 886 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho hoạt động của các bộ quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ nội an, bộ tư pháp, bộ tài chính và sở thuế IRS. Một vấn đề đã gây tranh cãi suốt thời gian dài vừa qua của dự luật ngân sách là gói viện trợ an ninh trị giá 95 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, Israel và Đài Loan, vốn bị một nhóm nhỏ các dân biểu đảng Cộng hòa cực hữu phản đối theo lệnh của ông Trump. Trump. việc dự luật được thông qua tại hạ viện đã khiến cho nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene thân tín của ông Trump bực tức làm đơn đòi đề nghị trút phế chủ tịch hạ viện dân biểu Mike Johnson. tuy vậy bà Greene nói là đơn đề nghị trút phế của bà chỉ mang tính cảnh cáo chứ sẽ không thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu ngay lập tức. phản ứng với đơn đề nghị của bà Greene, phát ngôn nhân của ông Johnson tuyên bố ông sẽ tiếp tục thúc đẩy dự luật bảo thủ nhằm bảo vệ biên giới và củng cố quốc phòng của nước Mỹ. Trong phiên bỏ phiếu trúc phế cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng do một nhóm nhỏ dân biểu đảng Cộng hòa đề xướng hồi tháng 10 năm ngoái, các dân biểu đảng Dân Chủ đã cùng bỏ phiếu với đảng Cộng hòa. Thế nhưng nay đảng Dân Chủ nói là họ sẽ ủng hộ cho ông Johnson để giữ sự ổn định cho Hạ viện. Bộ Tài chính Hoa Kỳ ủng hộ việc cho phép các doanh nghiệp cần sa được tiếp cận ngân hàng. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen cho biết, bà ủng hộ dự luật điều chỉnh sự khác biệt giữa luật liên bang và tiểu bang về việc bán và sử dụng cần sa, vốn ngăn cấm các doanh nghiệp kinh doanh cần sa tiếp cận hệ thống ngân hàng, buộc các doanh nghiệp này phải giữ một số lớn tiền mặt trong phiên điều trần của ủy ban ngân sách hạ viện hôm thứ năm bà gia linh nói việc chính phủ liên bang đặt cần sa ra ngoài vòng pháp luật đã tạo ra trở ngại cho các ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh cần sa Vấn đề này cũng gây trở ngại cho việc thu thuế. Tuy vậy, bà không nêu rõ các điều khoản mà bà cho là quan trọng trong dự luật, cũng như không bình luận về đạo luật đã được Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thông qua hồi năm ngoái, nhằm mục đích mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của kỹ nghệ kinh doanh cần sa. Đến nay, 38 tiểu bang đã phê duyệt việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế và 24 tiểu bang đã phê duyệt việc sử dụng cần sa để giải trí. Nhưng mua bán cần sa vẫn là bất hợp pháp theo luật liên bang hầu hết các ngân hàng lo ngại về việc vi phạm luật chống rửa tiền đã né không cung cấp dịch vụ của họ cho các doanh nghiệp kinh doanh cần sa. Tòa Bạch Ốc trong thời gian qua đã thúc đẩy việc bỏ án tù đối với người hút cần sa. Trong cuộc gặp với những người được ân xá vì các tội liên quan đến cần sa, hồi tuần trước, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tuyên bố không ai phải vào tù chỉ vì hút cần sa. Bà kêu gọi Bộ Y tế và Bộ Tư pháp để nhanh việc phân loại cần sa là chất ít gây hại hơn các loại ma túy khác như heroin. Mạng xã hội của ông Trump sắp giao dịch trên thị trường chứng khoán giúp cho ông có tiền đóng tiền phạt các cổ đông của công ty Digital World đã bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận sáp nhập với Trump Media and Technology Group, gọi tắt là TMTG, công ty kinh doanh truyền thông của cựu tổng thống Donald Trump. Điều này cho phép công ty Trump Media với hoạt động chính là mạng xã hội Truth Social sẽ sớm bắt đầu được giao dịch trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Theo giá cổ phiếu vào hôm thứ Sáu, thì TMTG sẽ được định giá vào khoảng 5.7 tỷ Mỹ Kim sau khi sáp nhập. Tổng giá trị cổ phần của ông Trump có thể vượt hơn 3 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, ông sẽ không thể bán cổ phần để lấy tiền ngay lập tức mà phải chờ ít nhất là 6 tháng theo điều khoản của thỏa thuận sáp nhập. Thỏa thuận cũng sẽ cấp 300 triệu Mỹ Kim tiền mặt cho TMTG để có thể tiếp tục hoạt động. Công ty này đã lỗ tới 49 triệu Mỹ Kim trong 9 tháng đầu năm 2023 sau khi lỗ 23 triệu Mỹ Kim trong năm 2022. Hồ sơ pháp lý của Digital World chỉ ra nhiều rủi ro mà các nhà đầu tư của công ty này phải đối mặt, cũng như những rủi ro của chủ sở hữu Truth Social sau khi mà TMTG lên sàn. Bản thân Digital World cũng đã bị Bộ Tư pháp cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC điều tra vì đã đánh lừa các nhà đầu tư khi không công bố kế hoạch mua lại TMTG. Hồi tháng 7 năm ngoái, Digital World đạt được thỏa thuận dàn xếp 18 triệu Mỹ Kim với SEC. Mạng xã hội True Social bắt đầu hoạt động từ hồi tháng 2 năm 2022 sau khi ông Trump bị cấm sử dụng các nền tảng mạng xã hội lớn như là Facebook và Twitter vì cuộc ảo loạn ngày 6 tháng Giêng. Cho tới nay, thì Trump Media vẫn chưa tiết lộ số người dùng của True Social, nhưng theo ước tính thì có khoảng 6,7 triệu người dùng mạng xã hội này, thấp hơn nhiều so với hơn 2 tỷ người của TikTok và 3 tỷ người dùng của Facebook. Vệ binh Texas bắn vào người di cư gần biên giới El Paso. Lực lượng vệ binh của Texas đóng quân gần biên giới El Paso hôm thứ Sáu đã bắn đạn không gây chết người vào đám đông người nhập cư đang cố gắng phá hàng rào biên giới khi căng thẳng leo thang. Trước đó vào hôm thứ Năm, khoảng 600 di dân đã tập trung tại khu vực biên giới. Trong lúc lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Texas đang phân chia họ thành các nhóm nhỏ, căng thẳng bùng phát khi một số phụ nữ và trẻ em bị tách khỏi những người đàn ông. Nhóm di dân chủ yếu là đàn ông, sau đó xông về phía nhóm vệ binh, binh sĩ vệ binh quốc gia Texas, kéo đổ đoạn hàng rào thép gai và lao qua. Năm vệ binh quốc gia mang súng trường cố giữ hàng rào nhưng không thành công. Họ đứng chắn nơi hàng rào đã bị kéo đổ để ngăn đám đông, nhưng bị xô đẩy và cuối cùng phải dạt sang hai bên trước dòng người quá lớn. Đám đông sau đó lao tới tường biên giới kiên cố hơn được dựng cạnh đường cao tốc ở thành phố El Paso và bắt đầu la hét với lính vệ binh đang canh giữ. Texas đầu tuần này đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện luật SB4, cho phép chính quyền tiểu bang và địa phương bắt người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm đã chặn luật này chỉ vài tiếng sau khi tòa cho phép luật có hiệu lực tranh chấp về luật Texas là một trong một loạt các cuộc chiến pháp lý giữa các quan chức Đảng Cộng hòa của tiểu bang và chính quyền tổng thống Biden về quyền được kiểm soát biên giới. Các quan chức Texas đã đổ lỗi cho tổng thống Biden về làn sóng vượt biên bất hợp pháp mà họ cho rằng làm cạn kiệt tài nguyên của tiểu bang và đe dọa an toàn công cộng. Sang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California, một ông Việt Nam ở Little Saigon bị bắt cóc cả tuần lễ nay vẫn chưa biết sống chết ra sao. Một người đàn ông gốc Việt tại Little Sài Gòn bị đồng hương tấn công và bắt cóc cả tuần lễ. Tính tới hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 3, cảnh sát vẫn chưa tìm được nạn nhân. Sở cảnh sát Orange County ra thông cáo cho hay là hôm thứ Sáu tuần trước ngày 15 tháng 3, một phụ nữ ở Midway City đã báo với họ là có lẽ đã xe ra vụ bắt cóc. Khi tới nơi, khoa thẩm vấn và quan sát bằng chứng tại hiện trường, khu nhà số 14.000 đường Hunter Lane, cảnh sát xác nhận là đã có người bị tấn công và bắt cóc. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì ông Tony Lâm, 61 tuổi, có mặt tại hai nhà hàng là LV Restaurant và Lounge ở Westminster và nhà hàng 171 Sky Restaurant ở Garden Grove tối ngày thứ Năm 14 tháng 3 trước khi về nhà của ông ở Midway City vào sáng sớm hôm thứ Sáu. Ngay khi vừa về tới nhà, thì ông đụng độ với một ông đeo mặt nạ đang đứng ngay trước cổng nhà mình. Ông Tony cao khoảng 5 feet 7, nặng khoảng 145 pounds, bị tấn công và bị chở đi nơi khác. Khác. Vụ bắt cóc đã được camera thu hình nhưng cảnh sát hiện chưa công bố hình ảnh từ đoạn clip. Cảnh sát nhận diện hai trong số nghi can bắt cóc ông Tony là Nhân Chinh Nguyễn, 49 tuổi và Phi Hồng Nguyễn, 53 tuổi. Cả hai đã bị bắt và bị tạm giam tại nhà tù Orange County. Khi họ bị bắt, cảnh sát không tìm thấy ông Tony và hai nghi can cũng không tiết lộ ông Tony đang ở đâu. Trong suốt cả tuần lễ qua, cảnh sát cố gắng tìm nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân. Ông Tony cũng không liên lạc với gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp gì cả. Sở cảnh sát Orange County nói họ hy vọng là ông vẫn còn sống và kêu gọi bất cứ ai có biết thông tin gì liên quan tới ông hoặc là vụ bắt cóc này hay nếu bản thân ông Tony đang an toàn ở đâu đó, vui lòng gọi cho họ biết qua số 714-647-7000, 647-7000. Cảnh báo tội phạm cực kỳ nguy hiểm đang lẫn trốn ở quận Cam. Cảnh sát đang truy tìm một tội phạm đại hình sau khi đương sự bỏ trốn khỏi một halfway house ở quận Cam. Halfway house là trung tâm hỗ trợ quá trình phục hồi cho những người vừa chuyển ra khỏi trại cai nghiện ma túy, rượu hoặc vừa được ra tù. Người bỏ trốn là Ike Suzer, 20 tuổi. Thông cáo báo chí của Biện lý cuộc Orange County cảnh báo đây là kẻ cực kỳ nguy hiểm và bạo lực và khuyến cáo mọi người chớ nên tới gần. Nếu phát hiện ra đương sự vui lòng gọi ngay 911 Suzer vừa được thả ra khỏi nhà tù hôm thứ Tư 20 tháng 3 sau khi nhận tội đại hình phá hoại và bị tuyên án 90 ngày tù, cộng thêm 2 năm quản chế. Sau khi được thả, anh ta đến ghi danh tại trung tâm hỗ trợ Project Kinship ở Santa Ana, nhưng rồi bỏ trốn mà không trở lại. Anh ta cũng không báo cho nhân viên quản chế biết mình đi đâu. Suzer từng có nhiều tiền án bao gồm đâm chết mẹ ruột của mình khi mới 13 tuổi, tấn công 3 nhân viên nhà tù và chế tạo vũ khí sắc nhọn khi bị giam ở nhà tù Orange County. Vào tháng 4 năm 2022, anh ta từng bỏ đi khỏi trung tâm hỗ trợ Project Kinship. Sau khi được thả ra khỏi nhà tù nhưng phải mang còng chân điện tử để giám sát, khi đó cảnh sát đã mở đợt truy lùng trên khắp quận Cam, cuối cùng đã phát hiện và bắt giữ anh ta tại một khu lều bạc của người vô gia cư ở Anaheim. Trong qua những bản tin khác, một căn nhà ADU được xây bằng kỹ thuật in 3D chống cháy ở Los Angeles. Một căn ADU 2 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm với bức tường bê tông và mái bằng thép nhẹ có khả năng chống cháy hoàn toàn đang được xây tại thành phố Walnut, Los Angeles County bằng kỹ thuật in 3D. Đây là công trình kiến trúc đầu tiên thuộc loài này ở California. Tiến trình xây cất đã bắt đầu từ hồi tháng 2 với phần đổ móng, lắp hệ thống ống nước và ống cống. Đến hôm thứ Tư tuần này, một cánh tay robot robot in 3D của công ty RIC Technology đã được đưa đến để đổ bê tông cho các bức tường của căn nhà. Quá trình này dự kiến sẽ mất khoảng 20 ngày. Theo thông cáo báo chí của RIC, thì mái nhà bằng kim loại tạo nên sự khác biệt cho dự án này vì hầu hết các ngôi nhà in 3D đều sử dụng mái gỗ. Đại diện công ty Biltac Construction Group là nhà thầu của dự án cho biết căn ADU này sẽ được xây mà không cần tới một miếng gỗ hay một cây đinh nào cả. Do đó, nó sẽ giảm thiểu đáng kể khả năng bị lửa xâm nhập vào trong nhà và cũng làm giảm nguy cơ bị cháy. Vì này giải thích thêm rằng trong các vụ cháy rừng, nhiệt độ cao và oxy là hai trong số ba thành phần chính tạo thành các đám cháy nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy trọng tâm của chúng tôi là loại bỏ hai thành phần này thông qua thiết kế và vật liệu xây dựng. Bản tin không cho biết chi phí xây căn ADU này là bao nhiêu. Dự án được sự phối hợp của chính quyền thành phố và sở cứu hỏa Los Angeles County giới hữu trách hy vọng căn ADU này sau khi hoàn thành sẽ giúp công nghệ xây nhà độc đáo kiểu mới này được nhân rộng trên khắp California. và sau đây là phần tin việt nam đại án tân hoàng minh viện kiểm sát bất ngờ đề nghị giảm án cho các bị cáo Chiều ngày thứ Sáu 22 tháng 3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thao túng trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh tiếp tục phần tranh luận. Viện Kiểm sát đã bất ngờ đề nghị giảm hình phạt cho tất cả các bị cáo với lý do là hai cha con ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt là phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh đã tích cực phối hợp khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ quá trình điều tra, làm giảm bớt gánh nặng và giảm bớt tính nguy hiểm cho xã hội. Tại tòa, nhiều nạn nhân cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho cha con ông Dũng. Nhưng quan trọng nhất, Công ty Ngôi sao Việt, một trong ba công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã phát hành trái phiếu đã nộp thêm 2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Viện kiểm sát tuyên bố đây là tình tiết mới cần thiết xem xét giảm nhẹ hình phạt, điều này là phù hợp theo đó, họ đề nghị giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng từ 9 tới 10 năm tù xuống còn 8 tới 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Hoàng Việt giảm từ 5 tới 6 năm tù xuống còn 4 tới 5 năm tù. 13 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm cho tới 5 năm, giảm xuống còn từ 18 tháng tù cho hưởng án tù treo. Một vấn đề được nhiều người quan tâm trong vụ án này đó là số tiền hơn 8.600 tỷ đồng mà các nhà đầu tư đã bỏ ra mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh nhưng bị chiếm đoạt sẽ được xử lý ra sao? đại diện viện kiểm sát nhận định rằng yêu cầu về việc trả lại số tiền gốc đã bị chiếm đoạt thông qua hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho các nạn nhân là có căn cứ để có thể chấp nhận, nhưng yêu cầu trả tiền lời thì không vì việc phát hành trái phiếu và bán cho nhà đầu tư của Tân Hoàng Minh là trái pháp luật, thế nên hợp đồng mua bán giữa nhà đầu tư với Tân Hoàng Minh là vô hiệu lực. Với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng còn dư mà các bị cáo và các cơ quan tổ chức có liên quan đã giao nộp, Viện Kiểm sát đề nghị là tiếp tục tạm giữ số tiền này để gọi là bảo đảm thi hành án. Tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới muốn đầu tư tại Việt Nam – Tập đoàn bán dẫn Lam Research, một trong những nhà cung cấp công cụ sản xuất chip hàng đầu thế giới có trụ sở tại California, muốn phát triển nhà máy cùng chuỗi cung ứng bán dẫn với một số vốn đầu tư từ 1 đến 2 tỷ mỹ kim tại Việt Nam. Ông Karthik Ramohan, phó chủ tịch Lam Research trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện công ty COGEN Nam Hàn đã loan báo tin này. Đây là một phần trong sách lược mở rộng hoạt động, đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Lam Research ở khu vực châu Á. Tại Việt Nam, tập đoàn này theo dự kiến sẽ hợp tác với công ty Siochin đã có nhà máy tại Bắc Ninh và Bắc Giang để phát triển nhà máy và chuỗi cung ứng trong giai đoạn 1 với số vốn 1 đến 2 tỷ Mỹ Kim. Sau giai đoạn 1, tập đoàn Lam Research có thể đầu tư trực tiếp để mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, để làm được việc này, ông Ramohan muốn tìm hiểu chính sách khuyến khích đầu tư sáng kiến ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Phát biểu trong cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam mong muốn thu hút nguồn vốn đầu tư phẩm chất cao, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu như Lam Research trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Ông nói rằng Hà Nội khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này với cơ chế chính sách phù hợp. Cũng theo ông chính Việt Nam đang huấn luyện từ 50.000 đến 100.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Hiện tại nhiều nhà cung cấp lớn trong lĩnh vực công nghệ cao như Samsung, Intel, Foxconn cũng đã có mặt tại Việt Nam. Một luật mới đang được đề nghị tại Sài Gòn đó là nuôi chó mèo cũng phải đăng bạ với chính quyền. Sở nông nghiệp thành phố Sài Gòn vừa gửi Ủy ban nhân dân thành phố một tờ trình với quy định người dân nếu muốn nuôi chó mèo phải đăng bạ và khai báo định kỳ với Ủy ban nhân dân cấp phường xã và được khuyến khích là phải gắn chip điện tử để quản lý vật nuôi. Việc kê khai được thực hiện định kỳ 2 lần mỗi năm. Ngoài ra người dân phải kê khai đột xuất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc là theo yêu cầu của cơ quan hữu trách ngoài thủ tục kê khai đăng bạ, sở nông nghiệp thành phố cũng đề nghị nhiều biện pháp quản lý khác với vật nuôi như là phải chích ngừa bắt buộc phòng chống bệnh dạy phải cách ly theo dõi và báo ngay với cơ quan thú y hoặc là chính quyền địa phương khi mà vật nuôi có biểu hiện bất thường nghi là bị nhiễm bệnh truyền nhiễm khi đưa chó ra nơi công cộng phải mang theo dụng cụ đựng chất thải và dọn dẹp chất thải do chó thải ra chó phải được xích giữ đeo rọ mõm và phải có người dắt chuồng nuôi chó phải bảo đảm không để mọi người tiếp cận và có bản cảnh báo. Diện tích sàn tối thiểu mỗi con 10 m vuông và chiều cao chiều rộng tối thiểu là 1,8 m Đối với chó sủa dai dẫn ảnh hưởng tới người chung quanh, cần phải có biện pháp chuyển đi chỗ khác hoặc là phẫu thuật dày thành quản. Sở cũng đề nghị nên hạn chế nuôi các giống chó to con bản tính hung dữ như là chó pitbull chẳng hạn. Những đề nghị của Sở Nông nghiệp được đưa ra trong bối cảnh vấn nạn chó phóng uế bừa bãi và chạy rong cắn người trên đường phố đang diễn ra tràn lan. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Sài Gòn đã ghi nhận khoảng 10.000 người phải chích vaccine người bệnh dại mỗi tháng do bị chó cắn. Quy định mới buộc người nuôi chó mèo phải đăng bạ với chính quyền đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Tuy nhiên, cũng có người cắt cớ đặt câu hỏi là không biết có cần cho chó mèo vô luôn hộ khẩu hay là không. Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiễm cadimi vượt mức cho phép. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi một số địa phương, các doanh nghiệp và các chi cục kiểm dịch thực vật về việc truy xuất các lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo công văn, Cơ quan Bảo vệ Thực vật đã nhận được thông tin cảnh báo từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu bị nhiễm kim loại nặng cadimi vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm. Theo yêu cầu của phía Trung Quốc, cơ quan bảo vệ thực vật đề nghị 30 doanh nghiệp vi phạm phải tuân thủ các nội dung về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và giải quyết thực phẩm không bảo đảm an toàn đồng thời thực hiện điều tra nguyên nhân, truy xuất các lô hàng bị cảnh báo, ra soát toàn bộ hồ sơ, quy trình sản xuất, thu gom xuất khẩu của doanh nghiệp, bao gồm cung cấp Hợp đồng thu gom lô hàng danh sách cơ sở thu gom vườn trồng cung cấp lô hàng danh mục thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã sử dụng tại vườn trồng cung cấp lô hàng, thực hiện các hành động khắc phục và áp dụng các biện pháp ngăn chặn tránh tái diễn vi phạm và gửi báo cáo kết quả truy xuất và các biện pháp khắc phục về cơ quan bảo vệ thực vật trước ngày 1 tháng 4. Cục cũng đề nghị Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Sài Gòn và Sở Nông nghiệp các tỉnh Tiền Giang, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đắk Lắc và thành phố Hà Nội chỉ thị cơ quan chuyên môn đôn đốc giám sát các doanh nghiệp nêu trong danh sách thực hiện truy xuất các lô hàng bị cảnh báo. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 2 tỷ Mỹ Kim, nhưng giới hữu trách Trung Quốc cũng cảnh báo nhiều lô hàng sầu riêng vẫn còn sinh vật gây hại, không đáp ứng đúng theo yêu cầu của nước này thấy một con cái heo sắp bị xẻ thịt ngư dân đã góp tiền mua để thả nó về với biển. Sáng ngày thứ Sáu, 22 tháng 3, một nhóm ngư phụ ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đi biển bắt được một con cá heo dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 40 kg. Họ cập vào bến tàu ở xã Cảnh Dương kế bên định xẻ thịt đem bán. Thế vậy, nhiều ngư dân xã Cảnh Dương đã cùng nhau góp tiền mua lại con cá heo này, chăm sóc sức khỏe cho nó rồi bỏ vào thùng xốp mang thả nó ra biển. Khi thả về biển, con cá vẫn còn khá khỏe mạnh. Theo quan niệm của ngư dân xã Cảnh Dương, nếu cá heo xuất hiện ở vùng biển nào thì ở đó cả năm sẽ gặp nhiều may mắn Mắng. Vì vậy, từ xưa đến nay, ngư dân tại đây không bao giờ bắt cá heo làm thịt hay buôn bán. Nếu cá heo dạt vào bờ mà không còn sức sống, thì ngư dân sẽ đưa về nghĩa địa cá để chôn cất tại địa phương. Họ cho biết là dân ở đây luôn coi cá heo là bạn khi đi biển, nên không bao giờ làm hại tới loài cá này. Bản tin không giải thích vì sao ngư dân xã Quảng Xuân kế bên lại không có cùng quan điểm này và sẵn sàng sẽ thịt cá heo đem bán. Hồi tuần trước, ngư dân vùng biển xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng bắt được 19 con cá heo khi thả lưới, mỗi con cũng nặng khoảng 40 tới 60 kg. Sau đó thì dân địa phương đã quyên góp được 32 triệu đồng để mua lại toàn bộ số cá heo này đem thả chúng về biển. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sống của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin khoa học và công nghệ. Hoa Kỳ lên kế hoạch xây đường hỏa xa trên mặt trăng. Cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến DARPA thuộc Ngũ Giác Đài đã chọn Tập đoàn Công nghệ Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Northrop Grumman để phát triển ý tưởng xây đường hỏa xa trên mặt trăng. Đây là một phần trong nghiên cứu kiến trúc mặt trăng 10 năm Luna 10 với sự tham gia của 14 tập đoàn lớn nhằm xác định giải pháp tạo ra những hệ thống đa nhiệm vụ trên mặt trăng. Dự án xây đường hỏa xa trên mặt trăng có thể vận chuyển con người, nhu yếu phẩm và tài nguyên cho các dự án thương mại, đóng góp vào nền kinh tế không gian cho Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế. Hiện nay, Northrop Grumman chỉ phụ trách một phần hạn chế trong kế hoạch như xác định tài nguyên để xây dựng mạng lưới đường hỏa xa, giúp nhận dạng rủi ro về mặt kỹ thuật và hậu cần trong dự án và ước tính chi phí. Nhà thầu cũng sẽ phát triển nguyên mẫu, phân tích thiết kế và yêu cầu kiến trúc nếu dự án đi vào hoạt động đầy đủ trong tương lai. Ở giai đoạn tiếp theo, công ty sẽ khám phá ý tưởng xây dựng, lắp đặt đường ray, điều chỉnh và vận hành hệ thống, đồng thời ứng dụng robot trong bảo dưỡng và sửa chữa. Các tập đoàn tham gia dự án Luna 10, trong đó có SpaceX và Blue Origin, theo dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về vai trò của họ tại cuộc gặp sắp diễn ra vào tháng tới hoa kỳ thực hiện thành công ca ghép thận heo được chỉnh sửa chin cho người đầu tiên trên thế giới hồi đầu tháng này các nhà khoa học trung quốc công bố đã ghép thành công gan heo được chỉnh sửa chin đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân Hôm thứ Năm ngày 21 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts loan báo ca ghép thận heo được chỉnh sửa gene thành công đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Ông Richard Slayman, 62 tuổi, đã phải lọc thận trong nhiều năm trước khi ông được ghép thận hồi năm 2018. Tuy nhiên, trái thận được ghép này đã không còn hoạt động sau 5 năm. Các bác sĩ cho biết là các mạch máu của ông Rick đã bị nghẽn và ngừng hoạt động khi ông tiếp tục lọc thận năm 2023. Ông sẽ phải chờ từ 5 tới 6 năm nữa thì mới mong có thể được nhận một trái thận hiến tặng thứ nhì. Trái thận heo do công ty eGenesis của trường đại học Cambridge cung cấp sử dụng công nghệ CRISPR để thay thế các gene có hại của heo bằng những gene tương thức hơn với con người. Các nhà khoa học cũng vô hiệu hóa retrovirus nội sinh của heo để loại bỏ mọi nguy cơ lây nhiễm ở người. Cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ được thực hiện bởi một nhóm bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp theo phương pháp điều trị thử nghiệm, được gọi là điều khoản sử dụng nhân đạo được FDA phê duyệt cho những bệnh nhân mắc bệnh hẻm nghèo có thể được hưởng lợi từ một phương pháp điều trị chưa được chuẩn thuận khi không còn lựa chọn điều trị nào khác. Ngay sau cuộc phẫu thuật, trái thận được ghép bắt đầu sản xuất nước tiểu. Bệnh nhân này có thể đi lại trong hành lang của bệnh viện và có thể được sớm cho xuất viện về nhà. Bác sĩ Leonard Rilla, giám đốc y tế về ghép thận tại bệnh viện Massachusetts cho biết, nếu thận từ động vật biến đổi gen có thể được kế ghép với quy mô lớn, thì phương pháp lọc máu sẽ trở nên lỗi thời người được cái chip Neuralink vào não đã chơi cờ trên máy tính liên tục 8 tiếng. Công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk đã phát hình trực tiếp cảnh bệnh nhân đầu tiên được cái chip vào não, đã có thể điều khiển máy tính bằng não bộ và chơi cờ trên máy tính trong suốt 8 tiếng mà không cần hỗ trợ. Anh Nolan Orbov, 29 tuổi, bị liệt phần thân từ vai trở xuống sau một tai nạn khi đi lặn vào 8 năm trước, là bệnh nhân đầu tiên được Neuralink cấy chip vào não hồi tháng Giêng cho phép bệnh nhân điều khiển con trỏ máy tính hoặc bàn phím chỉ bằng suy nghĩ của họ. Trong buổi livestream trên mạng xã hội X ngày 20 tháng 3, anh Obov chơi cờ vua trên laptop và di chuyển con trỏ bằng con chip này. Anh cho biết cuộc giải phẫu rất dễ dàng. Tôi đã được xuất viện chỉ sau một ngày và không hề bị suy giảm nhận thức. Trước đó tôi đã từ bỏ việc chơi cờ, nhưng Neuralink đã cho tôi cơ hội làm lại điều này. Anh thừa nhận vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, nhưng con chip này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Ông Kip Lợi cựu giám đốc cơ quan US National Institute of Health nhận định: "Vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu, nhưng đây là một điểm khởi đầu tốt khi bệnh nhân có thể giao tiếp với máy tính, điều mà họ không thể làm được trước khi cấy ghép con chip của Neuralink vào não." Tháng trước, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đã phát hiện một số vấn đề trong việc lưu trữ hồ sơ cũng như kiểm soát các thí nghiệm trên động vật tại công ty Neuralink. Một bước tiến đột phá về y tế loại bỏ được virus HIV khỏi tế bào bằng công nghệ chỉnh sửa gen. Hiện tại các loại thuốc điều trị HIV chỉ có thể ngăn chặn nhưng không loại bỏ được hoàn toàn virus HIV. Nay thì nhóm nghiên cứu trường đại học Amsterdam UMC của Hòa Lan loan báo họ đã thành công sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR từng đoạt giải Nobel hóa học năm 2020, hoạt động giống như một chiếc kéo nhưng ở cấp độ phân tử cắt và loại bỏ những thành phần xấu của DNA bao gồm cả virus HIV. Trọng tâm của công nghệ mới này là bộ gene của virus HIV và khả năng chữa khỏi các tế bào T cell bị nhiễm HIV. Khi HIV xâm nhập vào tế bào T helper hoặc là tế bào CD4, hệ thống miễn dịch của cơ thể không thể tìm và tiêu diệt nó, sau đó nó sẽ tạo ra các bản sao và giết chết tế bào CD4. Nhóm nghiên cứu của Hòa Lan đã áp dụng công nghệ CRISPR để loại bỏ HIV khỏi các tế bào bị nhiễm bệnh. Điều này quan trọng vì thuốc không thể loại bỏ được virus này. Bước tiếp theo sẽ là kết hợp công nghệ CRISPR và thuốc nhắm mục tiêu vào thụ thể, đồng thời chuyển sang các mô hình tiền lâm sàng nhằm nghiên cứu chi tiết phương pháp điều trị loại bỏ hoàn toàn và hiv khỏi cơ thể. Nhóm nghiên cứu tuyên bố là tuy những phát hiện ban đầu rất đáng khích lệ nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để có thể tuyên bố rằng sắp có một phương pháp chữa khỏi hiv. Đồng thời sẽ cần nhiều bước tiếp theo để kiểm tra xem phương pháp này có an toàn và hữu hiệu hay không. Các nhà khoa học khác cũng đang cố gắng sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để chống lại hiv. Công ty Accision Biotherapeutics có trụ sở tại San Francisco cho biết, sau 48 tuần lễ thử nghiệm, ba tình nguyện viên nhiễm HIV đã không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng nào cả. Thế nhưng các chuyên gia tin rằng việc loại bỏ HIV khỏi tất cả các tế bào có thể chứa nó trong cơ thể là một thách thức rất lớn, với những tác dụng phụ của việc điều trị vẫn là một mối lo ngại. NVIDIA trên làng chip mạnh nhất thế giới dành cho AI Giám đốc điều hành CEO của Nvidia, ông Jensen Huang, đã trình làng thế hệ chip mới nhất GB200 dành cho AI, có khả năng thực hiện các tác vụ lớn gấp 30 lần so với thế hệ chip trước đó H100 trong một số nhiệm vụ nhất định, trong khi điện năng tiêu thụ giảm tới 25 lần. GB200 có đến 208 tỷ bóng bán dẫn, cung cấp khả năng giải quyết AI lên đến 20 petaflop, tức là 20 triệu tỷ phép tính mỗi giây lớn gấp 5 lần so với chip H100, cho phép các công ty AI huấn luyện mô hình lớn và phức tạp hơn. Trong thử nghiệm với mô hình LLM GPT-3 175 tỷ tham số, chip GP200 đạt hiệu suất cao hơn chip H100 khoảng 7 lần, tốc độ huấn luyện tăng gấp 4 lần. Nvidia chưa công bố giá của GB200, nhưng tiết lộ những tập đoàn lớn công nghệ như Amazon, Google, Microsoft và Oracle sẽ sử dụng loại chip mới cho dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ AI của họ. H100, bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất mà Nvidia từng chế tạo dựa trên kiến trúc Hopper. Đây cũng là bộ vi xử lý đắt đỏ nhất trong lịch sử công ty, với giá thành lên tới 40.000 Mỹ Kim cho mỗi một đơn vị. Năm 2022, kiến trúc Hopper được đặt theo lập trình viên nổi tiếng trong lịch sử Mỹ Grace Hopper đã gây nên cơn sốt toàn cầu. Với H100, Nvidia trở thành công ty trị giá 2.000 tỷ Mỹ Kim nhờ cung cấp những con chip quan trọng dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI phức tạp. Các chuyên gia tin rằng, với nhiều thông số và dữ liệu hơn, các mô hình ngôn ngữ lớn LLM trong tương lai áp dụng chip GP200 sẽ có thể mở ra đột phá mới công nghệ mới dùng máy bay kéo theo tàu lượng để chở hàng trên không Công ty khởi nghiệp Aerolane có trụ sở tại Texas đang thử nghiệm một phương pháp mới vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đó là dùng máy bay để kéo theo những chiếc tàu lượng chở hàng tự động ở phía sau, có thể chứa được gấp đôi hoặc là gấp ba khối lượng hàng hóa, đồng thời giảm chi phí tới 65%. Hệ thống này lấy cảm hứng từ những chiếc tàu lượng chuyên chở binh lính và thiết bị thời đệ nhị thế chiến. Công ty Aerolane cho biết là tàu lượng chở hàng tự động mang tên là Aerocart của họ không có hệ thống đẩy, giúp giảm được toàn bộ trọng lượng của động cơ, nhưng nguyên liệu hay là pin không có cabin dành cho phi công chỉ có không gian cho hàng hóa và hệ thống điều khiển bay tự động. Aerocard được nối với máy bay bằng dây kéo đơn giản và sẽ được máy bay kéo dọc theo phi đạo, cất cánh cùng với máy bay, sau đó kết nối bằng dây suốt hành trình tự động lướt phía sau để có lực cản tối thiểu và lực nâng tối đa. Nó sẽ hạ cánh ngay phía sau máy bay trong lúc vẫn nối dây hoặc là ngắt kết nối tại một địa điểm thích hợp nào đó để tự hạ cánh đáp xuống một phi đạo hoàn toàn khác. Công ty đã cho hai nguyên mẫu tàu lượng này bay thử nghiệm từ năm 2022 và hiện đang làm việc với lại cơ quan hàng không liên bang FAA để xin được cấp giấy phép chế tạo máy bay không có hệ thống truyền động, sử dụng vật liệu nhẹ, tạo ra tàu lượng chở hàng 3 tấn và sau đó là phiên bản chở được tới 10 tấn. Aerolane đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ mới trong năm 2025 cho các công ty vận chuyển như là UPS hay là FedEx để giao hàng tại những khu vực nông thôn hoặc là khi cần giao hàng gấp. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin showbiz. Phim mới chiếu rạp Godzilla, X-Kong, The New Empire – Tiếp tục những sự kiện trong Godzilla vs. Kong công chiếu năm 2021. Trong câu chuyện lần này, Kong trở về quê hương của mình, vùng đất bên trong trái đất được gọi là trái đất rỗng, vốn là nơi khai sinh của các Titan. Sau khi tìm được đường về nhà, Kong bắt đầu tạo dựng vương quốc mới cùng các sinh vật kỳ bí. Tại đây, Kong phát hiện ra đồng loại của mình, nhưng chúng lại trông dữ tợn hơn và đang thờ phụng một vị chủ nhân khác là Skull King, một Titan quái thú với bộ lông đỏ và đôi mắt hung ác. Để đối phó với kẻ thù mới, Kong phải cần đến sự trợ giúp của Godzilla. Cả hai đã gạt bỏ những bất đồng trong quá khứ, đứng cùng một chiến tuyến trong một nhiệm vụ mang tính sống còn để bảo vệ nhân loại. Trong khi đó, nhóm thám hiểm của tiến sĩ Andrews đã tiếp tục hành trình đến trái đất rỗng sau khi phát hiện ra những tín hiệu lạ, với lời cảnh báo về mối nguy hiểm đang tới gần. Đây là phần thứ 5 trong vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse show Godzilla năm 2014, Kong Skull Island năm 2017. Godzilla King of the Monster 2019 và Godzilla vs Kong năm 2021. Thương hiệu này đến nay đã thu về gần 2 tỷ Mỹ Kim doanh thu phòng vé toàn cầu. Phim Godzilla x Kong The New Empire xếp loại PG-13 sẽ ra rạp ngày 29 tháng 3 thêm một phim mới nữa sắp ra rạp Winnie the Pooh Blood and Honey phần hai bối cảnh vẫn là trang trại 100 Acre Wood còn gấu nhồi bông Winnie the Pooh cùng với đám bạn của nó đã hết sức tức giận sau khi cầu chủ Robin tiết lộ sự tồn tại của chúng bọn chúng quyết định tìm đến thị trấn Ashdown quê nhà của Robin trong một hành trình trả thù đầy gió tanh mưa máu để chứng minh rằng chúng thông minh, nguy hiểm và chết người hơn những gì mọi người vẫn tưởng. Dự án Winnie the Pooh Blood and Honey phần 1 công chiếu năm ngoái đã gây tranh cãi vì đã cải biên ba nhân vật thú nhồi bông rất quen thuộc với trẻ em Mỹ là gấu Winnie the Pooh, Hal Piglet và lừa IRA thành một phiên bản kinh dị, bạo lực, đậm máu. Bộ phim cũng bị giới phê bình chê bai thậm tệ nhận được 5 giải mâm xôi vàng ở các hạng mục phim dở nhất, kịch bản dở nhất, đạo diễn dở nhất, bộ đôi màn ảnh dở nhất và phim làm lại hoặc phần tiếp theo dở nhất. Thế nhưng bộ phim lại thắng lớn cho nhà sản xuất thu về doanh thu hơn 5 triệu Mỹ Kim, trong khi kinh phí thực hiện rất thấp chưa đầy 100.000 Mỹ Kim. Phim Winnie the Pooh Blood and Honey phần 2 sẽ ra rạp vào ngày 26 tháng 3. Giới thiệu phim hàng mới Dead Man, tựa tiếng Việt là Người chết trở về. Lee Man Jae, một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, sống cả cuộc đời để bán thứ gì đó. Bị dồn vào đường cùng, Ly phải bán cả tên của mình để tồn tại. Khi đứa con đầu lòng chuẩn bị chào đời, Ly quyết định thực hiện một phi vụ lớn cuối cùng, nhưng lại bị vướng vào vụ thăm ô 100 tỷ won nên phải sống như một kẻ đã chết. Một ngày kia, một nữ chính trị gia bí ẩn đề nghị sẽ giúp chàng lấy lại danh tính và cuộc đời mình. Ly bắt đầu hành trình trở về từ cõi chết, đồng thời lật mở những bí mật nhơ nhút của xã hội. Trong khi đó, Gong Hee-ju, sau nỗi đau mất cha vì những mánh khóe phi pháp của các tội phạm kinh tế, chính trị nguy hiểm, đã thề sẽ làm tất cả để trả thù. Nàng căm ghét Ly nhưng sau cùng đã gắn bó cùng chàng trên chặng đường khó khăn để vạch trần hiện thực xấu xí của xã hội. Bộ phim có sự tham gia của hai tài tử gạo cội xứ Hàn là Jo Jin Woon và Kim Hee cùng gương mặt nữ diễn viên trẻ đầy tươi mới Lee Su Kyung. Bộ phim sau khi công chiếu ở Nam Hàn hồi tháng 2 đã không thành công, chỉ xếp thứ năm doanh thu phòng vé. Phim Dead Man người chết trở về sẽ khởi chiếu tại một số nước châu á trong đó có việt nam trong cuối tuần này Sang qua màn ảnh hoa ngữ, phim Giữ Phượng Hành phá nhiều kỷ lục ngay ngày đầu phát sóng. Phim Giữ Phượng Hành thuộc thể loại cổ trang tiên hiệp sau thời gian dài để khán giả mong chờ cuối cùng đã ra mắt hôm 18 tháng 3, lập được nhiều kỷ lục mới. Ngay tập đầu tiên chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi công chiếu, độ hot của bộ phim đã vượt mức 28.000 điểm nhanh nhất từ trước đến nay. Theo số liệu rating của Khốc Vân là tổ chức thống kê số liệu uy tín tại Trung Quốc, tỷ suất người xem thời gian thật trung bình hai tập đầu của bộ phim là 0.6%, dẫn đầu các phim phát sóng cùng khung giờ. Khả năng thu hút quảng cáo của bộ phim cũng rất cao. Sau 4 tập, đã có tới 15 thương hiệu tham gia quảng cáo. Phản ứng của khán giả cũng rất tích cực, dành nhiều lời khen cho diễn xuất và phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính của bộ phim là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, cũng như phần kỹ xảo, đồ họa, các cảnh đánh đấm rất là mãn nhãn trong phim. Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách bổn vương ở đây của tác giả cửu lộ Phi Hương, kể về chuyện tình của Bích Thương Vương Ly Giới Thẩm Ly và thần tôn duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ Hành Chỉ. Trên đường đào hôn Thẩm Ly bị trọng thương rơi xuống trần gian và được một người phạm ốm yếu tên là Hành Vân cưu mang. Nhưng thực ra Hành Vân chính là phiên bản lịch kiếp của thần quân Hành Chỉ. Khi ở bên nhau cùng trải qua khói lửa nhân gian, cả hai đã nảy sinh tình cảm, mối tình ngang trái giữa thần và ma cũng bắt đầu từ đó. Phim giữ vận hành dài tổng cộng 40 tập. Sang qua bản tin showbiz trong nước, phim Lật mặt 7 tung teaser đầu tiên chuẩn bị ra rạp. Lật mặt 7, một điều ước đã tung ra teaser đầu tiên, giới thiệu câu chuyện gia đình của bà Hai, bà mẹ đơn thân tự mình nuôi 5 người con khôn lớn. Bà luôn tự hào khoe với hàng xóm rằng mỗi lần tôi bị gì, tụi nó đều chạy đôn chạy đáo về. Thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, các con sống xa cách mỗi người một phương để bà sống một mình, lúc hoạn nạn không ai nương tựa trong năm người họ trách nhiệm chăm mẹ sẽ thuộc về ai đây là phim thứ bảy trong loạt phim lật mặt do lý hải viết kịch bản đạo diễn và sản xuất câu chuyện lần này không có những cảnh cháy nổ rượt đuổi hay đấu đá mà xoay quanh chủ đề tình thân gia đình khi trở thành bài toán nan giải khác biệt so với những tập phim trước lý hải cho biết anh chọn thể loại tình cảm gia đình vì không muốn đóng khung với dòng phim hành động Số bộ phim trước đó đã thu về tổng cộng hơn 800 tỷ đồng, trong đó lật mặt xấu công chiếu vào năm 2023 với doanh số 300 tỷ đồng đã trở thành phim điện ảnh ăn khách thứ ba lịch sử phòng vé tại Việt Nam. Loạt phim này hiện đang được chiếu trên Netflix với tựa đề Face Off. Phim lật mặt 7, một điều ước, theo dự kiến sẽ xa rạp ngày 26 tháng 4. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Dự luật mới của New York bỏ luật quy định phạt tù, tội ngoại tình. Một đạo luật được ban hành từ năm 1907, quy định hành vi ngoại tình là một khinh tội ở New York mà những ai vi phạm có thể bị phạt tù 3 tháng và phạt tiền 500 Mỹ Kim. Nhưng nay, ngoại tình có thể sớm trở thành hợp pháp ở tiểu bang này nhờ một dự luật nhằm thu hồi đạo luật năm 1907. Dự luật đã được Hạ viện thông qua và theo dự kiến sẽ sớm được Thượng viện thông qua trước khi có thể chuyển đến văn phòng thống đốc ký thành luật, dân biểu Charles Levin, người bảo trợ cho dự luật mới cho biết, kể từ năm 1972 đến nay, chỉ có khoảng chục người bị buộc tội theo luật của New York, trong số đó chỉ có 5 người bị kết án. Cáo buộc ngoại tình cuối cùng ở New York được đệ trình năm 2010 đối với một phụ nữ bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi tình dục trong công viên công cộng. Nhưng sau đó cáo buộc này đã bị hủy bỏ như một phần của thỏa thuận nhận tội. Dân biểu Lovin nói rằng đã đến lúc phải loại bỏ luật này vì nó chưa bao giờ được thực thi và cũng vì các công tố viên không nên đào sâu vào chuyện phòng the của người khác. Ông nói điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả chúng ta đã đi được một chặng đường dài kể từ khi mối quan hệ chăn gối giữa những người lớn thuận tình với nhau bị coi là vô đạo đức lệnh cấm ngoại tình vẫn còn được áp dụng ở một số tiểu bang khác mặc dù hiếm khi cáo buộc được đưa ra và việc kết án thậm chí còn hiếm hơn hầu hết các tiểu bang vẫn còn luật ngoại tình đều phân loại đây là khinh tội loại trừ oklahoma wisconsin và michigan xem đây là trọng tội anh tâm nghĩ đây là một cái dư luật sẽ gây nhiều tranh cãi và Lưu Minh Châu thì đồng ý với cái việc là cái việc ngoại tình không nên bị xem là một một tội hình sự để bị phạt tù phạt tiền hay không hay là nghĩ là vẫn nên giữ cái luật đó. Um nên giữ cái luật đó cho nó có cái đạo đức anh <cười> <cười> tại vì tại vì Trong cái chuyện hội. cái chuyện đạo đức là một cái chuyện riêng còn cái chuyện phạm luật không phải là một chuyện riêng có những cái hành vi nó vi phạm đạo đức mà nó không có phạm Chắc luật tội. ngay cả đối với cái gì luật này thì thì giáo hội cũng 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 ra 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 thông cáo nói rằng uh, cái việc ngoại tình là một cái tội uh, tội lỗi về mặt đạo đức, đạo đức nhưng không nhưng phải không là một cái tội phạm, 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 về mặt hình sự cho nên là nhưng mà các bà các cô thì có thể có vẻ vẫn đồng ý đúng, vẫn đúng. vẫn muốn giữ đây là một một vi phạm luật và tội phạt tù phải yeah. không anh tâm thì nó đồng đồng ý với công dân biểu này tại vì cái những cái, cái chuyện phòng the đó thì thì luật pháp không nên can thiệp thành ra bỏ cái luật quy vi phạm đây là một cái tội hình sự được khinh tội phạt tù nhưng mà nên cho phép phạt tiền về cái số tiền mà phạt tùy thuộc vào cái người mà bị tổn hại về tình cảm yeah. đúng không thành ra hai ông người nào mà muốn đưa ra cái con số của đúng rồi muốn tỏ cái ngoại tình thì cứ, cứ 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 ngoại tình không cần ở tù gì cả à. nhưng mà bị phát hiện và và cái người nào mà tổn hại về ta về về cái được quyền, đó, quyền ra đó, giá về, về tình cảm đó được quyền ra giá là ok trả em <laughs> dài ngàn chơi đi mỗi <laughs> <Mọi cười> lần trả vài ngàn thấy không <laughs> <laughs> Bản tin vừa rồi cùng với lời đề nghị hết sức là sôi thịt của Thanh Tâm <laughs> đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thứ bảy hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.